Ok, chào mừng các em đến với buổi học về chủ đề liên từ của cái chuỗi bài học về ngữ pháp nhé. Liên từ là những cái từ dùng để nối ấy, đúng không? Là một trong những cái mà giúp chúng ta có thể viết hay hơn, nói hay hơn, và ngoài ra thì đọc hiểu cũng cần liên từ rất nhiều. Đấy. Cô ví dụ luôn cho chúng ta xem bạn đây, giả sử em phải đọc một cái bài đọc này rất là dài và chúng ta cần phải tìm ra được nghĩa ý chính của đoạn, ý chính của cái đoạn này. Thì cô có bold lên đây những cái liên từ này, với even, when, however, nó là những cái liên từ xuất hiện trong bài đọc và nó sẽ giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa các câu và giúp chúng ta nhìn ra được đâu là cái ý chính của đoạn. Đó, để chúng ta có động lực chúng ta học nhá, liên từ, hiểu liên từ đi, chúng ta sẽ hiểu được bài reading tốt hơn, được chưa? Hay là như trong môn viết chẳng hạn, giả sử em định viết một cái câu về về vấn đề tác hại của gì các nhà máy khi mà nó thải ra khí CO2 và làm không khí bị ô nhiễm, đúng không? Thì em sẽ liên kết các cái ý của em như thế nào? Thì giả sử cô sẽ viết một cái câu là factories are releasing a great amount of carbon dioxide. Các cái nhà máy thì đang thải ra một cái lượng lớn carbon dioxide và vì thế không khí ngày càng trở nên ô nhiễm. Thì cái vì thế là từ as a result. Và chúng ta sẽ dùng nó như thế nào? Thì ngày hôm nay tất cả các kiến thức về liên từ cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cách chi tiết tỉ mỉ để chúng ta có thể ứng dụng nó vào trong đọc và trong viết nha. Rồi, thế thì để đặc biệt là để viết được này, để viết được, để nói được, chúng ta cần phải phân biệt cho cô là cái liên từ nào thì chúng ta đằng sau nó phải viết một mệnh đề, và cái liên từ nào thì đằng sau nó chúng ta sẽ viết một danh từ. Và cô cô nói luôn là thực ra có rất nhiều cách để chúng ta có thể chia liên từ ra, ví dụ như là liên từ chính phụ, liên từ đẳng lập, đúng không? Thế nhưng mà để mà viết được, nói được ấy, thì cô thấy học sinh của chúng ta hay sai là chúng ta không biết viết cái chỗ đấy là đằng sau cái từ bởi vì thì mình viết một câu, hay đằng sau cái từ bởi vì thì mình viết một gì, một danh từ. Chúng ta hay sai cái phần đó nên cô sẽ hướng dẫn chúng ta chia các cái liên từ của chúng ta ra nhá, thành hai dạng, một là cộng với mệnh đề, hai là cộng với danh từ hoặc có bình, cụ thể như sau. Đây ạ, cô có tất cả từ because, since, as, now that and for là đều có nghĩa là bởi vì, và tất cả những cái từ này thì đằng sau nó em phải dùng, em phải viết một mệnh đề. Mệnh đề là gì ạ? Mệnh đề là gì? Chúng ta phải có kiến thức rồi đó, mệnh đề là đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Còn tất cả những từ như because of, due to, owing to and on account of cũng có nghĩa là bởi vì, nhưng đằng sau nó phải cộng với danh từ hoặc vô bình. Đây có ví dụ cụ thể như sau: I didn't go to school because it was raining. Cô sẽ lấy những ví dụ rất là đơn giản thôi cho chúng ta dễ hình dung nhé. Tôi không đi học bởi vì trời mưa. Thì sau từ because buộc nó phải là đầy đủ chủ vị it, vị là was raining, được không? Nhưng nếu em cũng viết câu đấy mà em lại dùng because of thì đằng sau từ because of phải là danh từ thôi, the rain, tôi không đi học vì trời mưa đấy ạ. Thế còn vì sao lại vậy thì nguyên tắc là bọn Tây nó dùng thế thì mình phải học theo thôi, đúng không? Học những nguyên tắc đó để chúng ta theo cho nó đúng. Ok, nhóm thứ hai là nhóm mặc dù này, though, of, though, even, though, even ấy. Mặc dù hay là ngay cả khi, thậm chí đó, những cái từ mà chỉ ý nhượng bộ á, cộng với mệnh đề này, nhưng bên này nghĩa giống như vậy nhưng chúng ta phải dùng với danh từ in spite of and despite, in spite of and despite, cộng với danh từ cụ thể như sau. Đây là mặc dù trời mưa tôi vẫn đi học, đúng rồi. Sau từ mặc dù thì phải là một mệnh đề, nhưng sau từ despite thì chỉ là một danh từ thôi. Ok nhá, nhớ cho cô nhá. Nhóm thứ ba cô có từ why ấy, là trong khi, trong suốt thời kỳ gì đó, trong khi. Và during thì thuộc nhóm bên này. Đấy, cụ thể như sau: We had a great time when we enjoyed the Tết holiday with our family. Thì chúng ta thấy không, sau từ why nó phải là câu đầy đủ này, mệnh đề, chủ ngữ vụ, chủ vị này. We enjoyed the Tết holiday with our family. Chúng tôi đã có cái thời gian rất là tuyệt vời trong khi mà chúng tôi nghỉ Tết, đúng không? Nhưng nếu cô dùng từ during thì cô chỉ được dùng là the Tết holiday with our family thôi, nguyên tắc của vậy nhá. Cái nhóm tiếp theo sau từ why là từ in case. In case nghĩa là trong trường hợp hoặc là phòng khi.
thì tương ứng với nó sẽ là in case of. Ok. Đây ạ. Mang theo ô đi phòng khi trời mưa. In case thì đầy đủ. It rains. Nhưng mà in case of thì chỉ là danh từ thôi ạ. The rain. Ok. Nhóm tiếp theo sẽ có là từ instead. Instead. Instead là thay vào đó thì. Nhớ kỹ nè, nghĩa của nó là thay vào đó thì nhé. Còn instead of là thay vì cái gì đó thì cái kia. Ví dụ cho chúng ta dễ hiểu hơn này. Tôi không đi ra ngoài, thay vào đó thì tôi ở nhà. Được không? Thế thì chúng ta sẽ viết lại là thay vì gì? Thay vì đi ra ngoài thì tôi ở nhà, đúng không? Instead of going out. Thay vì đi ra ngoài thì tôi ở nhà. Đúng chưa? Và việc của chúng ta là cố gắng chúng ta học nhớ cho cô cái list này thôi, nhớ cho tôi cái bảng này thôi, là cái nào thì mệnh đề, cái nào thì danh từ. Cái việc chúng ta nhớ thì cô không nhớ hộ được, cô có thể cung cấp cho chúng ta tài liệu, bài tập cùng chúng ta làm để chữa, rồi chúng ta sẽ nhớ nhá. Tiếp theo là as a result, chúng ta tạm dịch là vì vậy. Còn as a result of, nếu mà nghĩa đen là như là hệ quả của, đúng không? Nhưng mà mình không dịch nó sát nghĩa quá, cần phải như thế làm gì, chúng ta cứ dịch là bởi vì thôi. Tức là cái này là chỉ gì? Hệ quả. Còn cái này chỉ nguyên nhân. Cụ thể như sau. He got an accident. Anh ta bị tai nạn. Vì vậy, hệ quả này là anh ta phải gì? Nghỉ việc mất 3 tháng. Sau cái từ vì vậy này chúng ta đầy đủ he chủ ngữ này. Was out of work for 3 months. Là vị ngữ. Vậy cô sẽ viết ngừng cái cách khác, cô sẽ viết là vì bị tai nạn, được không? Anh ta phải nghỉ làm 3 tháng. As a result of the accident, chúng ta thấy không? Sau cụm as a result thì phải cộng với danh từ. Vì cái vụ tai nạn mà anh ta phải nghỉ mất 3 tháng. Tức là chúng ta học nhiều công thức lên để chúng ta có thể gì? Đa dạng hóa cái cách viết của mình. Một số bạn mà cô thuê học một cái học nhiều thế, đúng không? Có những cái thì chúng ta chỉ cần học một thôi, nhưng có những cái chúng ta phải học nhiều để chúng ta đa dạng cái cách đấy, cách chúng ta viết, cách chúng ta nói. Và đặc biệt là khi mà bọn nó viết cho bài reading thì nó viết cái gì em phải hiểu cái đấy. Thế nhỡ đâu em chỉ học mỗi cái từ vì vậy thôi, đến lúc đi thi nó lại dùng từ trong reading, nó lại dùng từ bởi vì thì em không biết à, đúng không? Nên chúng ta học, cô cung cấp cho chúng ta cái lượng kiến thức đủ để chúng ta có thể đọc hiểu được nữa nha. Và cái cặp cuối cùng mà cô giới thiệu ngày hôm nay đó là cặp in addition và in addition to, đúng không? In addition là thêm vào đó thì. Ok. Và đây là thêm vào với cái gì đó nhá. Đây cụ thể như sau. The company produced movies phải in addition it also published magazines. Cái công ty này nó sản xuất phim, thêm vào đó thì nó còn làm cái gì nữa, đúng không? Nó còn xuất bản tạp chí. Thì bây giờ cô sẽ viết lại thành thêm vào với cái việc sản xuất phim thì cái công ty này còn xuất bản tạp chí, đúng không? Thêm vào đó, thêm vào với, in addition to, bên cạnh, hoặc là thêm vào với cái việc gì, bên cạnh cái movie. Hoặc là nếu mà cái câu này cô viết rõ hơn một chút, cô sẽ sửa lại là in addition to pro. Để cô chỉnh vào cái slide chúng ta nhé. Cô sẽ viết hẳn cái động từ là in a producing movie. Đấy. Thêm vào với việc sản xuất phim thì cái công ty này nó cũng gì? Cũng xuất bản tạp chí. Nguyên tắc là sau in addition to phải là verb in hoặc là danh từ, có cái producing. Ok. Đấy là những cái cột về hai cột này. Đây. Chúng ta nhớ cho cô hai cột này. Được không ạ? Hai cột này. Để chúng ta thấy là một cột thì là cộng với mệnh đề, một cột thì cộng với danh từ. Nhá, làm bài nhiều và sẽ nhớ. Cái thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý đó là các cái liên từ nó đi theo cặp,
nhá, học được những liên từ này thì chúng ta nói nó cũng sẽ gì hay hơn. Được chưa? Nhưng mà để mà nói được thì đương nhiên chúng ta cần phải thực hành đã, rồi chúng ta theo cái lộ trình mà cô hướng dẫn thì chúng ta sẽ nói được nhé. Đó là từ post chấm 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 at, vừa cái này vừa cái kia. He is both intelligent and good natured. Alright, anh ấy vừa intelligent lại vừa good natured. Được không? Thì chúng ta lưu ý cho cô nhé. Cả ví dụ đây này, cả cái này và cái kia, cả A và B, thì cái A và B ấy nó phải giống nhau về mặt ngữ pháp. Tức là cô dùng intelligent như một tính từ thì buộc cái chữ em này đằng sau nó cũng phải là tính từ. Được chưa? Nếu cô dùng đằng trước là danh từ thì đằng sau nó cũng phải là danh từ. Ok? Đó là cái nguyên tắc gọi là song song. Như thế nó mới chặt chẽ nhá, nó sẽ rất là chặt chẽ. Cái cặp thứ hai mà tôi nhớ là từ either thì sẽ đi với or. Nguyên tắc là vậy thôi, nó cứ dùng thế thôi. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Tôi sẽ hoặc là go for a walk, hoặc là read the book. Không thấy không? Sau either nó là động từ go, thì sau or nó phải là động từ read. Nó phải giống nhau bằng ngữ pháp. Về mặt loại từ ấy. Cái cặp thứ ba là cặp neither thì đi với no. Không cái này mà cũng không cái kia. Ví dụ bây giờ em hình thành câu là anh ấy không giàu mà cũng không nổi tiếng thì sẽ như nào? He is không giàu mà cũng không nổi tiếng. Dạ. Đấy. Cái cặp số 4 là hardly hoặc là scarcely thì sẽ đi với từ quen. Tức là những cặp nó cố định nó phải đi với quen, nó không đi với từ khác được. Người ta quy ước là như thế rồi, mình cứ thế dùng thôi. Chúng ta tạm dịch là vừa mới thì. Anh ấy vừa mới thì, vừa mới bắt đầu làm việc thì anh ấy bị làm phiền. He had a hardly begun to work. Ở đây chỗ này là cô chia thì gì đấy thôi. Đơn giản là cái câu là cô chia thì gì đấy. Thì quá khứ hoàn thành thôi mà. Đúng không? Chỗ này cô chia thì quá khứ. Vừa mới thì. Vừa mới thì tại sao ta biết chỗ này là quá khứ hoàn thành mà chỗ này là quá khứ không? Anh vừa mới làm việc thì bị làm phiền. Tức là cái gì xảy ra trước ạ? Cái làm việc xảy ra trước. Mà nguyên tắc là cái gì xảy ra trước thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ và thành. Cái gì xảy ra sau trong quá khứ thì sẽ chia quá khứ nhé. Câu cách thứ hai vẫn là scarcely when, nhưng mà nó là đảo ngữ thì ok, cứ để khi nào chúng ta học riêng về đảo ngữ thì cô sẽ hướng dẫn về đảo ngữ sau nhé. No sooner thì em phải đi visa. No sooner phải đi visa nghĩa vẫn cứ là vừa mới thì cho con. Vừa mới thì no sooner had I reached the corner than the bus came. Tôi vừa mới đến đó, tôi vừa mới đến cái chỗ đó thì cái xe buýt nó cũng đến. Đó, vừa mới thì đây cũng là hình thức đảo ngữ đấy. Đảo ngữ tức là đảo chọn từ lên trước chủ ngữ đấy. Thì cô khi nào có bài về riêng về đảo ngữ thì cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn nhá. Cặp thứ 6 là cặp không những mà còn. Cô ấy không những thông minh mà còn chăm chỉ. Được chưa? Not only but also. Cặp thứ 7 là rather thì sẽ đi với từ than. Thà cái này thì hơn là cái kia. Nên làm cái này thì hơn là cái kia. Tôi thà là đi bơi thì còn hơn là đi gì đến thư viện. Tôi nên đi bơi hơn là đi đến thư viện. Được chưa? Và cặp cuối cùng là whether thì nó sẽ đi với từ or. Cái từ or này đôi khi nó có thể bỏ đi. Đúng không ạ? Nhưng thông thường là chúng ta có thể có từ or vào nữa là liệu là cái này hay là cái kia. Đây ạ. Have you decided whether you will come or not? Câu này tạm dịch là bạn đã quyết định là liệu rằng bạn có đi hay không chưa? Ok. Thì chúng ta lưu ý từ whether cho cô nhé. Đấy là những cặp liên từ nó hay đi với nhau. Và sau cái buổi này thì chúng ta sẽ phải thực hành để chúng ta nhớ nhé. Câu số 10 đi ạ. Thêm một cái nữa số 10 là So that là quá đến nỗi mà. Hôm nay trời quá đẹp đến nỗi mà tôi không thể không ra ngoài chơi được. Alright. Thì chúng ta sẽ có này. Quá đến nỗi mà. Thì đằng ở giữa từ so that nó phải là tính từ nhá. Thế còn là cô có một cái cặp giống như thế là such that. Such that là cũng là quá đến nỗi mà, nhưng chúng ta thấy có gì đặc biệt ạ? Sau such thì phải dùng một danh từ. Nguyên tắc nó phải là danh từ. A beautiful day. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời đến nỗi mà. Được chưa? Nhớ nhá. So thì cộng với tính từ, such thì cộng với danh từ, đều có nghĩa là quá đến nỗi mà.
và chúng ta phân biệt cho cô cái từ sâu rét đứng cạnh nhau ấy là nó là nghĩa khác nhé. Sâu sâu rét luôn mà nó không có cái ba chấm như này thì nghĩa lại khác, mà từ sâu là nghĩa khác. Ba cái đấy chúng ta rất hay lẫn. Sâu là vì vậy, sâu rét là để, còn sâu chấm 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 rét này này thì là quá đến nỗi mà. Ok rồi, để phục vụ cô chúng ta khi mà tôi viết và nói được dễ hơn thì cô sẽ tổng hợp cho chúng ta những cái từ nó sẽ giống nhau và có thể thay thế được cho nhau nhé trong cái slide tiếp theo. Bởi vì như cô đã nói là khi cô đã nói về liên từ thì cô muốn nói hết tất cả các thứ liên quan đến liên từ, rồi chúng ta cứ thế thực hành và nhớ. Đây cô có các cái cụ đều có nghĩa là tuy nhiên, however, nevertheless, nonetheless đều có nghĩa là... đó thì cả ba cái từ này đều có nghĩa là tuy nhiên nhá. Cô có một cái nhóm đầu tiên là tuy nhiên này, cái nhóm thứ hai tất cả những cái này chúng ta đều dùng với ý nhượng bộ, tức là chúng ta tạm dịch nó là mặc dù, đúng không ạ? Theo kiểu là mặc dù đã là quá đêm rồi đúng không ạ, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa cảm thấy mệt, đúng không? Đó, thế thì chúng ta cứ thay nhau, chúng ta gì chúng ta dùng được không, hay là khi có nhóm nó bảo là chúng ta dễ nhớ nhá, chúng ta cứ lang thang, nhiều khi là chúng ta cứ lang thang chỗ này nhớ đi chỗ kia một tí thì rất là khó nhớ. Cô nhóm tất cả những từ này có thể nó gần nghĩa với nhau cho chúng ta dễ nhớ này. Cái thứ ba là khi chúng ta muốn diễn tả cái điều kiện đúng không, thì thứ nhất là từ if là nếu đúng không, unless thì chúng ta nhớ là nếu không, dịch là nếu không hoặc là trừ khi. À, thế còn as long as là miễn là, provided that, supposing that, on the condition that, thì tất cả những cái thứ này nó sẽ nghe nó sẽ hơi nó sẽ trang trọng hơn một chút. Tôi có thể tạm dịch với điều kiện là, nó đều có nghĩa là tạm dịch là nếu thôi mà, đúng không? All will be fine, đúng không? Tất cả sẽ gì ổn thôi, với điều kiện là bạn phải cẩn thận nhá. Ok. Cái số 4. Đấy, những từ có nghĩa là bởi vì nhá. Cái này học ở phần trước rồi thì cô nhóm lại cho chúng ta một lần nữa. Cái số 5 ạ. Tất cả những cái này chúng ta đều dịch là bên cạnh đó, hoặc thêm vào đó, hoặc là hơn thế nữa vân vân. Tức là khi chúng ta muốn liệt kê thêm một ý nữa giống với cái ý lần trước thì chúng ta đều có thể dùng từ này. Ok. Ví dụ cái vùng đấy thì rất là đẹp, bên cạnh đó thì thời tiết lại còn rất tuyệt nữa. Tức là chúng ta đang diễn tả nối hai cái ý giống nhau đều là để khen cái vùng đó. Alright. Cái số 6 là trái lại thì chúng ta có thể dùng whereas, why hoặc là meanwhile. Anh ấy học hành chăm chỉ, trái lại thì bạn bè anh ấy thì lại không. Yeah. Cái số 7 ạ, đây cái số 7 là sâu rát này, sâu rát liền nhau này, thì nó bằng với in order that, tạm dịch là với mục đích là hoặc là để làm gì đó. Tôi đến đó để tôi có nhìn thấy thần, thần tượng, và sau nó phải là một mệnh đề này, I could see my idol. Và tất cả cái mục số 8 thì đều có thể dùng để liệt kê hệ quả, tạm dịch là vì vậy. Ok, vì vậy, therefore, accordingly, consequently, and as a result, tạm dịch là vì vậy thôi. Thế thì đây là tất cả những cái bài tập liên quan đến liên từ. Tất nhiên là trong quá trình chúng ta làm bài tập á, nhá, ở trong cái sách bài tập của cô đã gửi thì nó có thể xuất hiện thêm một vài những cái liên từ nhỏ nhỏ lắt nhắt khác. Thì học đến đâu, chữa bài đến đâu thì cô sẽ yêu cầu chúng ta take note và chúng ta sẽ học thêm những từ đấy nhá. Còn đây là một trong những cái bài nó rất là chi tiết về liên từ rồi. Chúng ta cố gắng là đầu tiên thì chúng ta hiểu nghĩa của nó này, nghĩa là hiểu cách dùng này, chỗ nào là cộng với danh từ, chỗ nào là cộng với mệnh đề. Thế còn là sau đó thì chúng ta sẽ ứng dụng dần vào môn viết, môn nói và môn đọc. Ok, that's it.